Dạ vâng, em Hoàng Khương, đỉnh cao của những chiếc xe chất lượng, có địa chỉ tại số 470 đường Nguyễn Minh Bằng, thành phố Hải Dương. Xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip của em Khương nhé. Vâng, một siêu phẩm dành tặng cho các bác nhà mình hôm vừa rồi mà bác nào mà mua trượt Mazda CX-5 của em Khương đây ạ. Em lại có một chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất 2015, một chủ từ đầu biển Hải Dương nhà em luôn này các bác này. Trắng Ngọc Trinh đây cho các bác nhà mình đây ạ. Vâng, màu trắng thì đương nhiên rồi các bác ạ. Nhìn cái xe nó khá là sang trọng và dễ đi các bác ạ. Ai cũng đi được. Màu trắng thì rất là dễ đi. Con này thì xe rất là đẹp luôn các bác nhé. Một chủ từ đầu em Khương vừa mua xong đây. Con này thì đẹp xuất sắc luôn các bác nhà mình ạ. Vâng, mời các bác nhà mình ngắm qua một vòng ngoại thất để cùng chiêm ngưỡng cái chiếc Mazda CX-5 này các bác nhé. Vâng, trên thị trường thì có thể là Mazda, có thể là CX-5 thì cũng có thể là nhiều. Nhưng mà để một có được một chiếc xe đẹp mà chủ mà giữ gìn cẩn thận như này thì thực sự các bác là nó hơi bị hiếm đấy ạ. Vâng, hơi bị hiếm luôn. Con này nó đẹp lắm các bác ạ, đẹp lắm. Vâng, nếu như bác nào mà thích một chiếc xe mà trong tầm giá chỉ có hơn 500 mà vừa tiết kiệm xăng, vừa giữ giá, vừa bền đẹp, lại thương hiệu của Nhật, thì thực sự các bác là chiếc xe Mazda CX-5 này nó hội tụ đầy đủ các yếu tố để cho các bác nhà mình có thể là tham khảo và lựa chọn luôn. Nếu như trong cùng phân khúc một chiếc xe mà Tucson và một chiếc xe mà con này nó cùng phân khúc mẹ Tucson rồi CRV và mấy con Tucson này, CRV này. Vâng, thì những chiếc xe đó thì nếu mà giá cả mà so sánh nó có thể đắt hơn chiếc xe này các bác ạ. Và mức tiêu thụ nhiên liệu có thể là nó hơn con CX-5 này. Nhưng mà ở con CX-5 này thì là rất tiết kiệm nhiên liệu các bác ạ. Nó chỉ có 7-8 lít thôi các bác nhà mình nhé. Đó, vâng. Thì sau đây em sẽ cũng xin phép các bác nhà mình để đi vào các ý chính, để bác nào mà có nhu cầu thì cùng xem nó có đẹp hay không, có phù hợp với mình không các bác nhé. Đó, chứ em cũng không miên man dài dòng nữa. Nhiều bác là có nhu cầu thì muốn là xem luôn các bác ạ. Đấy. Vâng, thì em Khương sẽ dẫn chứng từng cái vẻ đẹp cụ thể cho các bác nhà mình nhé. Vâng, thì xe cũ thì trước tiên em Khương có chia sẻ với các bác nhà mình một chút. Đấy, bác nào mà chưa kinh nghiệm thì có thể là có thêm kinh nghiệm các bác nhé. Thì xe cũ các bác cứ đi qua một vòng cho em. Đấy, các bác cứ đi qua một vòng ngoại thất cho em. Đấy, xem có chỗ nào nó bất hợp lý không, xem có chỗ nào mà nhìn của nó bất thường, và tất cả là nhìn những cái khớp lối của nó, nhìn nó có khác hay không thì các bác sẽ xem tiếp và xem kỹ các chỗ đó, từ cái keo chỉ rồi mọi cái các bác nhé. Đó, và xem cả kính nhất nữa. Đấy. Vâng, còn nếu mà nó mà thân vỏ của nó căng, đây các bác có thể nhìn này, từng cái đường led của nó liền nạc và nó căng thì đương nhiên là cái xe của nó không vấn đề gì đâu các bác ạ. Chỗ nào bất hợp lý thì các bác sẽ xem. Vâng, thì cái xe cũ thì các bác cứ xem những cái đèn này, cái máy này, cái nội thất cho em, mấy cái chính đấy các bác ạ. Nó sẽ nói lên rất là nhiều một chiếc xe đẹp hay chiếc xe xấu thôi các bác nhà mình ạ. Vâng, thì cái trước tiên nhé, em sẽ cho các bác nhà mình xem cái phần đèn của em nó. Vâng, thì các bác có thể nhìn đây, cái phần đèn của em nó nhé. Các bác có thể quan sát này, cái phần đèn mặc dù con này 2015 các bác nhé, 2015, nhưng mà để một cái đèn zin nó đẹp như thế này thì thực sự các bác là nó rất là hiếm các bác, tại vì là nó không có ố mờ đâu hay vẩn đục gì cả các bác ạ, mà đèn nó trong veo như này đây ạ. Đây các bác nhìn này, các bác có thể nhìn sâu bên trong nhé. Đây, đèn rất là trong đúng không ạ, trong veo luôn. Và mặt ca lăng thì đã được chủ nhân lên một cái mặt ca lăng lưới kiểu như Bentley này các bác này. Vâng, phần đèn bên này nữa các bác nhà mình nhé. Đây, các bác này. Có mới không các bác? Có mới không ạ? Đó, cái đèn như này thì khác gì mới đâu đúng các bác? Đó. Còn đẹp long lanh luôn. Đấy. Em quay ra xa các bác cũng nhìn thấy độ mới của nó rồi, chứ chưa phải nói là quay gần đúng không ạ? Đây. Các bác nhìn này. Nhìn cái đẹp thì bao giờ nó cũng rực rỡ lên. Và đương nhiên rồi các bác nhé, thân vỏ thì mỏng tang luôn, bao cho bác nhà mình
không đâm sô, không tai nạn, không ngập nước các bác nhé. Máy số là đương nhiên rồi, zin đét các bác nhé. Form dáng quá đẹp đúng không các bác? Đó là đỉnh cao của trong cái dòng SUV 5 chỗ này rồi các bác ạ. Vâng, một dàn lốp này thì bác chủ nhân là cũng mới thay rồi các bác ạ. Một dàn lốp rất là dày luôn các bác. Cái lốp này các bác có thể đi được thêm 3 vạn nữa, các bác không phải thay. Củ phanh rất là sáng các bác nhé. Vâng, thì xe cũ các bác nhà mình các bác ấy thay cho các bác cái gì thì các bác được hưởng cái đó, chứ không về là nhiều khi là lốp nó mòn các bác lại phải thay thì là nó cũng khá là tốn chi phí đấy ạ. Một dàn lốp phải 15, 16, 17 triệu cơ. Vâng, con này sơ cua còn chưa hạ các bác nhà mình nhá, sơ cua chưa hạ luôn này các bác này. Phần vỏ nhá, từng cái đường mép này các bác có thể nhìn này, từng cái mép đấy, nó căng nó đều các bác nhá. Từ những cái đường gân dập lỏi cũng vậy, nó lép các bác. Đây, các bác này, đèn đóm đây các bác này còn mới nguyên các bác nhá. Những cái sơn phần này, phần cốp này cũng vẫn còn nguyên này, còn chưa bị sơn lại này các bác này. Logo sáng bóng luôn. Skyactiv máy thì đương nhiên rồi, Mazda là đặc trưng rồi. Máy Skyactiv thì rất là tiết kiệm xăng, nó là vô đối thủ các bác ạ. Không có chiếc nào mà tiết kiệm xăng như con Mazda này. Này các bác nhé, nốt liếc này, 4 quả đều như nhau. Đó, là rằng không có xước sát gì đâu ạ. Vâng, em sẽ cho các bác nhà mình xem cái máy nữa nhé. Vâng, cho bác nhà mình xem cái máy này. Con này thì máy cực đẹp luôn. Đây, cho bác nhà mình xem cái máy nhá. Vâng. Một chiếc xe đẹp thì đương nhiên đèn đã đẹp thì đương nhiên là máy móc tất cả tổng quát nó phải ăn theo các bác nhé. Thì các bác có thể nhìn đây, từ cái thảm của em nó các bác nhé, vẫn còn nguyên và không bị mục mọt gì cả. Và từ những cái con ốc cabo các bác nhé, đây, nó vẫn còn nguyên đét theo thời gian, cùng cái keo chỉ của nó, từng cái phần ốc giảm sóc này các bác này, nó chưa hề bị tháo vặn các bác nhé. Còn chưa hề tháo vặn bảo dưỡng. Đó là chiếc xe đi ít các bác nhé. Còn xe đi nhiều thì đương nhiên sóc là sẽ phải hỏng, sẽ phải thay các bác ạ. Đây, từng con ốc này các bác này cũng vẫn còn nguyên các bác này. Đó, đây nữa này, ốc áp này còn nguyên, chưa có lốt vặn các bác nhé. Thử cái tem, cái mác không thiếu một cái nào. Vâng, đây ốc này các bác này, còn ốc đây các bác này. Đèn là đèn zin các bác nhé, đèn thay thế không nói chuyện. Đây các bác này, ốc giảm sóc này, zin đét các bác nhé. Và từ cái đây, các bác có thể nhìn này, từng con ốc vẫn nguyên hết ạ. Vâng, thì cái tiếp theo của những chiếc xe đời này thì các bác lại nhìn chân máy cho em nhé. Đây, các bác có thể nhìn quan sát chân máy của em này, cũng còn nguyên, chưa có vết tháo vặn gì các bác nhé. Đấy, đây, các bác nhìn này, chân máy này vẫn còn nguyên đúng không ạ, chưa có tháo vặn gì. Và các bác có thể nhìn từ cái củ phanh ABS này, nó cái sáng choang lên như này. Đó, vâng. Và đương nhiên rồi các bác ạ, vùng miền Hải Dương em là nơi sản sinh ra những chiếc xe đẹp. Vì ở nơi em là không có đồi núi, không có ngập mặn, không có đất đỏ gì cả. Cho nên những cái xe mà đi trong phố như chiếc xe này của em thì là nó sẽ rất là đẹp các bác nhé. Các bác có thể nhìn từ cái trong lòng trong. Đây, em sẽ zoom cho bác này. Đó, trong lòng trong từ cái đường cao ấy của nó, nó rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, và đây các bác có thể nhìn từ cái nhôm ấy của nó cứ sáng choang như thế này. Từng con ốc nhất này vẫn còn nguyên những vạch sơn, chấm sơn của nhà sản xuất các bác. Vâng, xe cũ các bác mua như thế này thì khác gì là xe mới đúng không ạ? Như thế này nó phải còn đến 90% rồi các bác ạ. Đấy, xe cũ thì em vẫn chia sẻ các bác nhà mình rồi, cái máy rất là quan trọng, cho nên là em Khương bao giờ cũng quay rất là kỹ cái máy để cho các bác nhà mình nhá. Đây, các bác nhìn này. Đó, tất cả từng con ốc của nó là zin đét hết các bác nhé. Tại vì các bác cứ nhìn từ cái chân máy này còn nguyên thì đương nhiên là những cái ốc giàn cò là đương nhiên nó phải còn rồi đúng không ạ.
Vâng, rất là mới xin thưa với các bác nhé. Vâng, bác nào mà gặp CX-5, bác nào mà thích CX-5 thì thực sự các bác là chiếc xe này của em thì nó là chấm hết luôn rồi, không có gì để phải bàn cãi. Vâng. Ok các bác. Vâng. Đó. Ngoại thất đẹp rồi đúng các bác? Đèn đẹp rồi đúng các bác? Đó. Máy đẹp rồi đúng không ạ? Thì bây giờ để quyết định chiếc xe nó có đẹp nữa hay không thì xin mời các bác nhà mình hãy cùng ngắm nội thất của em đó các bác nhé. Máy đẹp, đèn đẹp, ngoại thất đẹp. Đấy, đương nhiên nội thất cũng phải đẹp các bác nhé. Vâng, thì xin mời các bác nhà mình cùng ngắm nội thất của em nó đây các bác này. Đó. Vâng, thì đương nhiên rồi các bác ạ, cái xe mà đi ít thì cái máy nó mới đẹp, đèn nó mới đẹp, thì tất cả nội thất nó cũng phải đẹp các bác nhé. Đây ạ, các bác nhìn này, tất cả nội thất của em nó đây còn nguyên vẹn luôn các bác nhé, rất là mới và đẹp. Đây, cái phần này là phần cầm lắm sờ nhiều nhất đây, nhưng mà nó vẫn còn rất là đẹp như này các bác nhé. Con này nó có loa bâu rồi các bác ạ, cái bản 2.0 và 2.15 này đã có loa bâu hết rồi các bác. Đây. Ghế nhất đây vẫn còn căng đét đây các bác này, từ cái đường chỉ đây nó vẫn còn rất là lép các bác nhé. Đây ạ. Đây, ghế này đẹp chưa các bác, không có lứt, không có vỡ gì cả, nó cứ trơ trơ ra như này đây các bác này. Đây các bác này, ghế đã chỉnh điện hết này, bơm ghế, ngả ghế này, bơm hơi các kiểu này. Và đây các bác nhìn này, từ cái quang cánh cửa đây của nó sáng có ánh bảy màu luôn, từ cái cánh cửa đây ốc này nét như soli luôn các bác nhé. Vâng, thực sự là ghế nó đẹp quá cơ. Đây, ghế phía sau. Đây, các bác nhìn này, tất cả còn nguyên bản hết các bác ạ. Dài cái các bác này còn nguyên bản luôn. Đây, các bác này, từ cái thảm này của nó này đều rất là đẹp các bác nhé. Đây, từ những cái phần gong này các bác này. Đấy. Cái ghế này, cái chỉ này nhìn nó mới mới cơ các bác ạ. Đây, cái chỉ này các bác nhìn này, chỉ rất là mới luôn. Đấy. Đẹp tuyệt vời các bác nhá. Cái hàng ghế sau này gần như là không ai ngồi các bác ạ. Tem mác này các bác này. Cái xe nó đẹp thì các bác cứ nhìn này, tất cả các chi tiết này của nó này các bác này. Đấy. Từ những cái gong cánh cửa bên trong, cái màu trắng này là cái màu mà rất dễ bị xấu các bác ạ. Tại vì những chiếc xe này mà không giữ gìn, mà để nắng để mưa nó sẽ ố bẩn, nhìn nó rất là xấu. Màu trắng các bác ấy phải thực sự là phải giữ xe cẩn thận lắm thì mới có được cái xe mà nó đẹp như này các bác. Tại vì ghế con này thực sự các bác, là ghế con này rất là đẹp luôn. Mazda thì chắc hẳn bác nào mà đã đi thì đều đã biết rồi, đặc trưng của dòng Mazda thì ghế nó không phải chê đâu, nhưng mà em thấy là nó hơi kém so với lại nó hơi kém một chút các bác ạ. Tại những con Mazda mà em thấy đi tầm 7 vạn trở ra là ghế của nó sẽ bị nhàu và nhìn nó rất xấu các bác ạ, nó có thể nó bị rách nữa cơ. Đấy, nhưng mà con này thì ghế rất là đẹp, ok luôn. Vâng, và xem cái cốp nhá. Đây, cốp này bên trong rất là đẹp đúng không ạ, thành con ốc vẫn nguyên zin nguyên đét các bác nhé. Này, đây. Em quay rất là kỹ cho các bác nhà mình nhé, và em quay những cái ý chính cho các bác nhà mình cùng lắm được, để nhiều khi là các bác ở xa các bác có thể đến xem đỡ mất công. Vì em Khương là em Khương có xe của em, kể cả em có 10 em chỉ tả 8 chứ không bao giờ em tả vống đấy. Bảo, ui đẹp lắm đẹp lắm, các bác đến xem thì thực sự các bác là không như ý, rất là bực mình đi xa đến em đặt địa vị vào em rồi, nhiều khi là anh em thợ tả không chuẩn, mình đến rất là mất việc và rất là bực mình. Cho nên là các bác cũng vậy thôi. Đây các bác này, cho nên là xe có như nào thì em Khương thông báo các bác như vậy, không bao giờ có tình trạng là
cái xe của em có một mà em vống lên thành con kiến mà em thành con voi đâu, không có đâu ạ. Vâng, em không làm như vậy. Đây các bác này, các bác nhìn này, con này nói chung con này nó rất là đẹp rồi các bác, lốp sơ cua chưa hạ các bác nhé. Lắm người còn hết một đời lốp hay gì đó là cứ hạ hết cả sơ cua xuống đi luôn. Chiếc xe này thì sơ cua còn chưa hạ. Vâng, con này đã có cam lùi hết rồi các bác nhé. Vâng, sang bên này đi ạ. Vâng, đã xem là phải xem hết đúng không ạ? Vâng, thì đây các bác nhìn này, tất cả da ấy của nó cứ đen nhánh đen nhành đây, đen kít kìm kịt đây các bác ạ. Các bác nhìn này, cái này thì khác gì là mới đâu đúng không các bác. Nhưng mà nó 2015 thì cũng không thể nào mà em bảo là mới được đúng không ạ? Chỉ có người dùng cẩn thận thì nó còn mới thôi. Chứ còn đương nhiên là những chiếc xe như này thì không thể nào như mới được rồi. Này các bác nhìn, từ cái cánh cửa này nó đẹp như vậy mà. Này các bác nhìn này, cái hàng ghế sau thì phải nói thực sự là rất là đẹp rồi các bác. Thực sự là hàng ghế sau con này thì nó là điểm 10 cho chất lượng các bác ạ, không chê được. Đây đó này, từ cái quang cánh cửa này nó rất là mới đúng không ạ? Đây và từ cái ghế này. Đấy. Đây, ghế này, từ cái màu ghế này các bác có thể nhìn nhé. Đó. Rất là đẹp luôn. Nói chung là xe một chủ từ đâu biển Hải Dương em thì các bác không phải nghĩ rồi, các bác không phải nghĩ gì rồi. Nó là xuất sắc rồi các bác ạ. Đây, các bác nhìn này. Nó đẹp như thế này cơ mà. Vâng, các bác cứ tìm cả cái thị trường này cũng không có con CX5 mà đời 2015 nào mà đẹp như này đâu ạ. Chỉ có em Khương thôi, em Khương mới sưu tập được những chiếc xe như này cho các bác thôi ạ. Đây các bác nhìn này, lòng này đẹp không ạ? À, cái phần này nó không bị xước sát thì này các bác này, lắm bác mà các bác ấy không giữ gìn nên những cái chỗ này nó sẽ xước rất là xấu đúng không ạ? Đây nhưng mà con này của em, đây từ những cái chi tiết này nó đẹp luôn các bác nhé, mới choang luôn. Và đây nó đẹp hay không các bác cứ nhìn từ cái ghế này nữa này, các bác nhìn này. Đấy, cái ghế này của em này nó đẹp như này mà các bác. Tại vì cái xe này là em biết là gần như là chỉ có một mình bác ấy đi thôi, chứ rất là ít khi mà có ai đi các bác. Đây các bác nhìn này, cái ghế phụ của em đây còn mới như này mà các bác. Cái xe mà đi nhiều các bác nhá, này các bác cứ có, các bác định mua chiếc xe nào trên thị trường các bác cũng có thể là so sánh với chiếc xe của em Khương đó. Đấy. Mình có, mình mua xe là mình cứ phải tham khảo các bác nhá. Đấy, chứ không phải là có thể là mua quyết định luôn. Đấy, mình có thể tham khảo để lựa chọn. Này các bác nhìn này, cái ghế này của em nhé, nó rất là mới luôn. Xin thưa các bác nhà mình, ghế con này nó cực đẹp luôn rồi. Đấy. Này, từ những củ số củ yết cũng vậy. Màn hình đã được lên cái màn hình, cái dòng này thì nó chưa có màn hình các bác, nó chưa có ứng dụng gì nhiều. Đấy, nhưng mà đây bác đã lắp được cái màn hình này cho các bác rồi thì đương nhiên là nó là một cái lợi ích này. Đấy, màn hình Android rất là to luôn và LED các bác. Đấy, em sẽ bật lên, tí em sẽ sang kia em bật. Đấy, những con này đây có cả sấy ghế sưởi ghế đây các bác nhìn này. Đó, hai sấy ghế hai sưởi ghế này, điều hòa auto tự động. Đấy, ga cruise control tự động, tạp lì xuất sắc luôn các bác nhá. Âm thanh con này loa Bose thì cực hay rồi, loa Bose nó nổi tiếng của Mỹ rồi các bác. Đây các bác cứ nhìn từ bên cái trong lòng trong này, nó còn đẹp như này mà các bác này. Đấy. Màu trắng này, nó xuất sắc này mà các bác. Đấy, con ốc của nó vẫn còn ánh kìa. Đấy. Mời các bác cùng đây. Em sẽ cho các bác ngắm lốt cái phần này. Đấy. Đấy, con này đã có những cái tất cả những cái chế độ an toàn rồi các bác. Này, các bác nhìn từ cái nút cái phím này, nó tuyệt đẹp như này cơ mà các bác. Vô lăng zin nguyên bản theo xe vẫn còn nguyên các bác nhé. Vô lăng zin này vẫn còn nguyên luôn. Màn hình đây cho bác xem. Này, bật màn hình cho các bác xem. Màn hình con này rất là LED các bác. Tại vì là đây cái màn này các bác có thể
Đây, cho bác xem này. À, cái màn hình xịn thì cái độ phân giải nó rất là cao các bác, độ phân giải nó cao thì nó nét, chứ còn cái màn hình mà nó rẻ tiền thì độ phân giải nó thấp, đấy, nhìn nó mờ và nhìn nó bị vỡ hình các bác. Đấy, những con này đây độ phân giải rất là cao và rất là nhạy các bác nhé. Đó, tích hợp đầy đủ các tính năng ở trên này rồi, Bluetooth rồi là YouTube rồi là các kiểu con đà điểu luôn, đấy, Việt Map rồi, nói chung là không thiếu một cái gì ở trên chiếc màn hình Android này các bác nhé. Và thì vừa rồi em cũng đã lên sóng cho các bác nhà mình rất là chi tiết về một chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất 2015, một chủ từ đầu, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Con này thì em biết là chỉ có một mình bác chủ là bác ấy đi thôi, chứ còn rất là ít khi mà có người ngồi ghế phụ rồi ghế hàng ghế phía sau các bác ạ. Vâng, thì bác nào mà quan tâm thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999 để được biết thêm thông tin chi tiết cho bác nhà mình nhé.